Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha cả nhà. Hôm nay mời cả nhà cùng xem thứ sáu quay mấy chích cũng bắt ngoài ruộng đem về cả nhà, rồi để con gà hôm nay nó cũng lớn rồi nha. Mời cả nhà theo sáu tôi xem những mấy chích nha cả nhà. Đây, những con chích này cũng nuôi ở ngoài ruộng cả nhà, có bắt được ở ngoài ruộng cái trứng mà đem về nhà cái ấp dưới có sẵn có nhà con gà đó, cái ấp này ấp trên này nó lớn bự gì cả nhà, cũng cho nó ăn dế cả nhà. Có con này bự cho bác nè cả nhà, mình thấy nó cái mỏ nó cả nhà. Cái chích là cái mầm cái ở trước nó đỏ lối luôn cả nhà. Trong đây 10 trứng mà nở được 5 con cả nhà, còn năm cái trứng kia không có nở. Hơn nửa tháng trước cả nhà có bắt được mấy cả chục trứng chích, cái đem về trong nhà có con gà ấp sẵn đầy tính ấp được nở được 5 con cả nhà ơi. Đây 5 con chích nè cả nhà mình nhìn thấy nè. Đi làm ruộng mà bắt được lụm được cả chục chiếc chích á. Đem về sẵn có ổ gà ấp á. Thì ấp luôn. Ấp mà tới nay nở được 5 con, còn 5 cái trứng thôi. Nở 5 con còn 5 trứng kia bị ung. Ừ. Cả nhà mình thấy 5 con. Bên kia con còn quất con. Cũng bắt được ngoài ruộng mà đem về nhà nuôi luôn cả nhà. Đây là con quắc, còn bên đây là chích, đây là nhà gà nhà ấp. Gà nhà ấp à, cái nhà mình thấy con này con chích nha cái nhà, chích ngoài ruộng 5 con. Con chích nha các nhà. Lúc trước cũng làm ruộng rồi bắt được 10 trứng mà đem về có con gà nó ấp. Sẵn có lỗ gà ấp á, ấp nở luôn. Con chích là cái mỏ nó đỏ đỏ nè các nhà. Này nở bự nè. Ngày thả ra thì sợ nó chạy. Cho nên phải nhốt vô trong cái lồng các nhà. Nhốt vô trong lồng. Này nó bự. Này nở cũng hơn nửa tháng nè. Lớn liền rồi. Giờ mới dồn vô thì tưởng như gà nồi, nhưng mà con chích cái màu nó đỏ đỏ nè cả nhà mình nhìn thấy. Được 5 con đó nha. Cả nhà mình thấy trong đây có 3 con nha cả nhà. Trong đây có 3 con. Dưới đây 2 con là 5 con. Mà 10 trứng mà nở được 5 con, còn 5 cái trứng nó bị hư rồi. Được 5 con. Gà mẹ nó ấp về xong xuôi nó đi theo gà mẹ, nó tưởng mẹ nó là con gà, nó theo luôn cả nhà. Này con ngoài rừng con chích ngoài ruộng, nhưng mà nó tưởng con gà mẹ, nó tưởng mẹ nó là con gà, nó đi theo luôn. Mua dế gì cho này nhà mình thấy mua mấy dế về bắt đầu để ra cái mổ này như từ nhỏ lớn rồi nha. Này hồi lúc ấp cho tới giờ đó nha, hồi lúc là trứng mà ấp nó nở như vậy mình nhìn vô mình tưởng giống gà nồi con cả nhà, nhưng mà con chích này cái mồng nó đỏ, ở trên nó đỏ cả nhà. Ở nhà cho ăn dế cũng có thức ăn kèm nữa cả nhà. Bên này có con quất nè, quất này cũng quất con bắt ngoài ruộng luôn đó nha, quất con ngoài ruộng luôn đó. Quất yeah.
Ở đây có mấy con chích nha cả nhà. Bữa hổm mà tính bắt được mấy cái trứng về ấp này nở được 5 con. Con đó là tính. Này là mấy con chích ở ngoài bữa hổm đi làm ruộng đó nha, quay sát. Hổm làm ruộng cả nhà mình thấy không? Mấy con chích niệm chích con cái mỏ nó đỏ đỏ. Còn bắt ở ngoài ruộng mấy trứng không? Bắt được cái chậu trứng nhưng mà nở được có 5 con cả nhà. Cho mấy con kia ra sao? Dạ là gì quá. Hãy ra luôn. Bắt được cũng có chồng trứng thôi cả nhà, mà về nở được 5 con, còn con chạy xong giao trứng. Sẵn con gà mẹ nó ấp đó cả nhà, rồi ấp luôn mấy trứng là chích nở được 5 con. Thì cũng có con quất nữa cả nhà, quất này nay cũng lớn rồi, hồi lúc cũng bắt ở ngoài ruộng nó còn nhỏ, mà này nó cũng bự rồi cả nhà ha. Quất này nay mà theo mình làm quất màu vậy thì cũng ngon lắm đó cả nhà, đó này lớn rồi, đó. Mà lúc cũng làm ruộng rồi bắt được con ngoài ruộng vậy đó, cũng nhỏ nhỏ vậy. Bắt con, đó này đi lớn luôn cả nhà, này lớn mà quá đẹp đi không, này làm quất màu mà mình đi bẫy quất rồi là ngon luôn cả nhà ơi. Này mà sau này nó biết hót hải tính kêu. Nó kêu rồi đó cả nhà. Bên đây có 5 chích nữa cả nhà. Còn đây có con quất. Quất cũng bắt ở ngoài ruộng mà lúc còn nhỏ đó cả nhà. Này nuôi được lớn được nhiều nè. Này nó lớn. Lớn cả nhà. 5 chích này cũng 10 trứng mà ấp nở được 5 con. Cái mọc nó đỏ lói luôn cả nhà thấy không? Đây có con quất bự cả nhà, quất bự hồi lúc cũng nuôi quất con nữa nha, mà nay nó lớn cỡ gì? Nó lớn cỡ đó cả nhà, nó quất con, này lớn. Này quất này cũng bự rồi, là quất mồi và ngon luôn. Thôi clip này chú Sáu xin tạm dừng ở đây, chúc cả nhà xem clip vui vẻ, chào tạm biệt cả nhà ơi, hẹn lại clip sau.